Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn mình này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Giáo Vlog Cuộc Sống Của Châu Phi. Đấy thì ngày hôm nay là anh em mình quay trở lại nhà bác chủ Vân Xoài. Đấy thì như ngày hôm qua mọi người cũng đã xem đấy, thì bác đấy là muốn bán tất cả những cái vườn chanh xoài, các bạn, vườn vườn cam xoài hôm kia mình đã mua rồi, không nói rồi. Là bác hôm qua muốn bán là lấy lại của bản làng Đan Lạt. Đấy thì cũng như mình đã nói hôm qua thì ở đây là bác lấy thêm đúng thôi. Đấy bác muốn bán thì bác lấy, nếu như bác không bán thì bác cứ cho người dân bản làng Đan Lạt là bán chia như vậy. Đấy làm thời vụ mà mọi người. Đấy thì như cũng như hôm qua là mình đã nói là mình hiện tại chưa đủ khả năng để mua, để cho bác ấy là gọi tìm khách cửa có ai đến hỏi đi để cho bác ấy nói giá các bạn. Thì hôm qua bác ấy cũng hỏi là mình có lấy bò không. Đấy thì mình cũng bảo bác là chọn mình 5 con, trước mặt thì 5 con đó. Đấy để ngày mai ngày kia thì mình mới lên để cho mua cột để về làm chuồng đấy các bạn. Đấy làm để ở trên trang trại bốn bản, ở nông trại bốn bản đấy. Thì hôm nay anh em mình đến đây thì sáng giờ là mình cũng có điện cho em Mung Gai Ve là đi qua đây để cùng bác là xem bò như thế nào để bác chọn cho mình. Đấy vì bác cũng bây giờ là bác bán dân mà mọi người, bán dân dân đấy, bán gọi là cứ ngày nào bán con nào thì hai con này một số thì bác sẽ đưa đi xuống về kia, còn con cái thì bán vườn cam kia thì sẽ mua thuyền đây là mua cái cống tenner đấy các bạn, cái thùng cống tenner đông lạnh đấy sẽ về đánh cá xong về bán gì đấy. Thì hôm nay anh em mình sẽ đến đây để xem bò thế nào. Đấy bò của bác ấy cũng là gọi là giống tốt vì là bác là chủ đấy mà, cho nên anh em mình cũng rất là tin tưởng đấy. Khi mua bò của bác đặc biệt là không bệnh tật hay cái cách chăm sóc thế nào thì bác sẽ truyền đạt lại với những người bác trưởng bản ở tại trang trại bốn bản đấy các bạn, nó dễ hiểu hơn. Đây cứ gì mà về luôn cơ mày, cứ vùng cái về sẽ có cái đấy được cái gì nó phải gì sẽ cái phải mà về tôi quay này sì sì tôi quay nó cả sì brigad sì phải là chắc các bạn này nè phải chắc mà này giờ ta bình ok sì sì chắc ta đi ăn mà đây sì sì ô tôi ăn mặn rồi cũng một tava spare được sếp Tony à então já comecei a amarrar para não ir muito longe porque vou comer ora do mais velho sim só tem isso boy. Sim, só tem esse aqui. Outro já foi. Ah. Outro já foi comer. Você é amarra assim? Sim. Aí já buco na gaban. Bem, ele é como um sau ou. Esse nosso do vietnamita, ele amarra aqui. Amarra aqui? Aqui? Aqui nessa Angola é mesmo assim. Amarra. Ele corta uma chinelo. O redondo assim. Depois tira aquele fio de bica aí. Depois amarra assim. Depois é corta, amarra fora. Ah, é? Sim. Então vou aprender isso aí. Vou aprender? Sim. Já, deixa ainda? Sim. Aí, com... Mình lá, com... bảo bác cho cho mình một, một con bò đực chứ bạn, nói con bò đực này đẹp này. Esse de homem, né? Sim, é de homem. Esse de homem, esse de mulher? Esse é de mulher, sim. Eu quero cinco ainda, não é? Ah, sim, quero cinco. Até você vai escolher aqui. Hã? Você vai escolher mesmo aqui. Sou... Sou amarrado, sou agora, sou ainda dois? É, sou amarrado esses dois aqui. Ok. Mas se quer para escolher, vamos escolher mesmo aqui. À, ấy, bác bảo là bác hồi sáng như là bác đã bắt hai con đấy thôi. Còn những cái con nào đấy thì mình cứ chọn, nếu không được thì tí cái đàn khác về đấy các bạn. Bây giờ chia rất là nhiều đàn. Đấy cứ các con cháu đấy, chủ yếu là cháu đi chăm bò. Ê thì xong sốp đi nhu ta đi outro aqui, outro aí, né? À, sim, é meter lá nos sombrinhos. Aí? É, meter nos irmãos também. Aí? Dividir? É, dividir, meter aí, porque as lavras estão muito perto. Ah, sim. Senão ficar com muito boi, come okay. Come o milho. Esse deu homem, não é? Esse deu homem. Lá com o bolo que agora, hein? Esse força? Ah, esse tem força. Essa muita força? É que dá mais aí nas mulheres. A gente com o bolo agora, né? Amplia aquele aí. Sim. Amplia só aquele aí. Tamanho, eu quero esse também. Quer esse aqui? Ui, ui. Essa que está a direita aí? Já. Isso. Esse é mulher, não é? É mulher, sim. Aí, mas a gente chora sempre com agora, khả năng nhìn đẹp đấy còn nè. Esse tá bonito, não é? Sim, tá bonito. Ok. Vamos ir colher mais. Anda para venda. Esse já vai. Já vai. Isso. Esse. Sim. Esse aqui. Esse bonito. Sim. Aí, con này đẹp các bạn ơi. Cái con vàng vàng này cực đẹp luôn. Đấy. Esse de homem ou de mulher? Esse aqui é de mulher também. Já tem grávida? Ah, já tem grávida. Aí, giờ tha hồ tròn. Esse chỗ này phải tầm vài chục con đấy các bạn. Đấy khoảng tầm 40 con đấy các bạn, 40 con. 3-40 con như vậy. Nếu mình cứ chọn là con nào đấy chọn thì không chọn được cái con nào thì mình sẽ chờ là chiều là các cháu cái nhóm khác đấy bạn, đấy phải chia ra bò phải chia ra nhóm đấy là sẽ mình sẽ chọn tiếp. Đây là chọn được con này này, thành 3 con đây này, con phía bên này nha các bạn, không phải là cái con ngoài đâu, ở con đấy con mới đóng đấy. Cái xin đem mua lên đấy, xin đem mua lên bạn, mua được cảm ơn, mua được này đen đen này, nhìn kinh khủng khiếp ấy nhỉ.
chưa phải chọn cái con nào đẹp đẹp. Có là hai đứa bonito. O mais bonito. Se vamos ajudar a escolher. Escolher o mais bonito. Não, não, đẹp đấy con. Đấy. Esse já? Esse. Esse já. Sim. São três já. São três. São três. Sim. Được ba con nhé con. Giờ đi chờ đi vòng vòng nhìn xem nào. Bé này. Hả? Qua là. Giờ tao bông esse. À, đúng mai về luôn. Sim. Esse já. Đấy con này nha con là bốn này. Đấy, bốn con. Isso já? Não, esse também é da mulher. Sim. Sim. Ah, são quatro, são quatro, sim. Aí được bốn con nha con. Nhánh mà ở đây bo đẹp, bo bạc đẹp mà khỏe mạnh, không có bệnh tật gì đấy anh em mình. Chọn nó là yên tâm. Hả? Esse é. Duas ali, duas atrás. Esse já. Ah, já, né? É sim. Então melhor esse, né? Fica melhor esse também da mulher. Ê chú tâm anh. Sim, tâm dạ, xong xin cùng. Sao xin? Đây mình đã tròn được là 5 con này bạn. 1 này. Đấy con này là 2 này. Con này là 2 này. Ý chú. Đó là yêu đó ấy xin đâu ấy? Esi. Ở đây 2 con này bạn. 2 con này gần nhau này. 2 con này là anh em mình đã tròn về 1 con đầu kia thành 3 con. Vì 2 con đang buộc đầu kia là tổng tất cả là 5 con. Đấy. Để nói chung được bắt mình sẽ mua 5 con tạm đấy các bạn. Hôm sau là để chuông tài sóng suối đó. Chuông tài sóng suối là để mà bắt về đấy các bạn. Đấy 5 con này đẹp các bạn, đẹp với bò cực đẹp luôn. Está bonito. Sim, está bonito sim. Isso já. Esse já. Lembra isso. Esse já. Já. Sim. Outro também lá. Outro também aqui. Junto aí, um, dois. Sim. Um, dois junto aí. Sim. Outro tá onde, Dani? Qual lá? Fazer à toa. Do tua casa não fazer, aqui faz uma brincadeira assim. Hã? Ui, ui. Rất là nhiều bò nha bà. Ủa, là. À, con nó kia nhưng mà con đen đen nó kia đấy. Con đen đen nó kia tổng tất cả là 5 con. Ở bên này thì nuôi bò người ta cũng sâu ủ đó các bạn. Ở Việt Nam mình thường thường là sâu ủ. Đấy, tổng tất cả 5 con tí mà mình sẽ hỏi bác là tổng bao nhiêu tiền. Đấy, tổng bao nhiêu tiền đấy các bạn. Vì bây giờ bác bán dân mà bác cũng đang cần tiền để mà cho con đi đóng thuyền đấy các bạn. Để hình như là đặt đóng thuyền hay là mua thuyền cũ gì đấy. Đấy, cho nó là nhanh, bò thì khỏe. Esse boy nunca doente, né? Não, não, nunca doeceu. Hã? Não, nunca doeceu. Nunca doeceu? Sim, porque assim, quando chegar um tempo, sim. Assim que a chuva vai, depois é vacinar. Sim. Sim. Ah, quando a chuva estiver a ir, yeah. Depois é vacinar. Ah, esse tempo, esse agora que saiu, né? Hã? Olha aí, velho. Mình sợ nó hụt đấy các bạn. Dạ, em tao ấy xin đi bôi agora it colecin cu với mà đã đủ tu đủ số ba đủ quạt đủ bay đủ ele phải phải je qua rồi nè ta bé qua đủ đi bôi vai mẹ te eu vou trazer só para aqui ta bé đi bôi mà về luôn thì aprende só công đề li tem bu bi cao tem bu como você tem aprende como só bala ta bé para ele sabe ou não ta bé a body a pode sim pode. Pode, né? Pode. Agora você conta esse boy são quanto ainda? Contar? Sim. Esse todo? Daí mình cùng vừa nói với bác là chủ vườn xoài là bây giờ mình sẽ đi qua bên chỗ trang trại là để mà nói với các bác trưởng bản, thông báo cho các bác trưởng bản. Đây là để cho các bác là đi hôm sau đi qua đây để mà dắt bò về các bạn là bác chủ vườn xoài sẽ hướng dẫn cái cách nuôi. Do vai ver lung? Sim. Agora do preço como assim? Sim, eu o preço eu vou dar, chef Tony. Eu o chef Tony vai ter que comprar 4. Yeah. O 5, o outro de 5 vou lhe oferecer. Ah é? Sim. Verdade? Sim. Daí o bạn bác chủ vườn xoài bảo là bây giờ 5 con thì tính tiền 4 con thôi. Một con là cho mình. Não, tem que contar já tudo. Não, comprar não. O outro vou oferecer mesmo. Aí é? Sim. eu vou ter que oferecer um. Já. Porque o seu Tony me ajudou muito. Me ajudou muito no meu tratamento, quando fui. É, aqui, quando fomos até lá no hospital, depois me ajudou muito. Eu também tenho que ajudar, tenho que dar ainda os meus parabéns. Já, muito obrigado. Sim. Aí o Anbac bảo lá, trẻ lá... mình mua 5 con và trả tiền 4 con, còn lại 1 con là bạc cho mình. Dạ em tao. Sim. Assim me conta já. Tá bem. Uma quanto? Essa um. Sim. Uma é sim. Esta aqui. Sim. É 400.
400 mil. 400 mil. Outro. Essa aqui é comer de mulher. Essa aqui comer de mulher. Sim. É 450. Ah, sim, ok. Sim. Outro. Outro local ali. Aquele outro. Sim. Aquele outro também comer de mulher. Sim. Também 450. Ah. É, agora, o outro. Aquele outro ali. Sim. O outro vai. Ah, tá lá. Sim. Ah, tá lá, isso. Ah, esse vai a 400. Sim. Então, outro aqui vou oferecer. Ah. Sim, outro aqui vou oferecer no seu Tony. Bà bảo là tính tiền bốn con này, một con là tỷ giá là con mô đực này là tỷ giá 400.000, còn lại bò cải là 450.000 nha bạn, là một con nữa là cho mình 450.000 con giạt thì rơi vào hiện tại bây giờ là tương đương với khoảng tầm 15 triệu đồng nha bạn, 14 nói chung từ giao đồng từ 13 đến 15 triệu đồng một con. Đấy là mình mua 5 con và bác chỉ tính tiền là 4 con, còn một con còn lại là cho mình. Isu e deo men ấy. Si, esse deo mes. E thì vai dar tiro bem. Con đã phi lưu bem. Esse dá bem. Mình sẽ mua một con vô đực và 4 con vô cái thì cứ mua nhân giống nhân dân đấy các bạn, từ từ ấy, cứ lúc nào cứ dôi vốn là mình cứ mua một hai con này về cái tập đấy, về để đấy nuôi. Giờ esse eu vou comprar de vaga. Tá bem. Vou comprar devagar, porque tem que arranjar dinheiro. Sim. Tipo, hoje 5, próximo mês 5, devagar, para fazer casa lá ainda. Thì để cho bác ghi vào sổ để xong là mình cũng chưa được về giờ đâu. Chắc phải ít hôm nữa mình mới được về ở bên trang trại. Thì vì bây giờ phải sáng ban rồi các bác ấy, để làm chuồng nhanh nhất có thể. Và chuồng thì hiện tại là làm... chắc là cũng phải là ban vào phải cặp bạc là để xem thế nào cho hợp lý các bạn, vì ở bên này thời tiết đấy là mùa nắng hay mùa mưa là cũng sáng là nắng, tối là cực kỳ lạnh các bạn. Nếu mà lợp tôn xung quanh thế này tối ngày thì ủ là nóng, còn tối thì lại là lạnh, quá tốn cũng lạnh đấy, để sáng ban bạc cặp bạc thế nào để cho hợp lý. Chưa lợp tôn thì thời tiết là ngày thì nắng là sẽ nóng đấy, tối thì cực kỳ lạnh các bạn, tối là lạnh là tốn nó cũng sẽ lạnh hơn đấy. Tu đu xin của đấy, bác ghi rất là cụ thể. Đấy, tá bom assim? Sim, está bom. Agora, esse tem que abrir não depois amanhã? Esse tem que guardar só para mim buraco. Eu vou levar semana. Você tem buraco? Sim, que? Curau. Curau? É. Para guardar esse sim, não é? Sim. Tem, né? Aqui tem. Đấy, mình sẽ gửi đấy là được bắt là sẽ là 5 con. Giờ phải đi qua bên kia là sẽ để mà họp ban để làm chuồng. Để xong đưa các bác trưởng bản tháng đây. Là để bác chủ vườn xoài hướng dẫn cái cách nuôi, cái cách phòng ngừa của bò đấy các bạn. Đỡ bị bệnh tật. Đấy, những con bò rất là đẹp mượt mà luôn các bạn. Béo mua mứa thì cực kỳ béo luôn. Está gordo. Não, está muito gordo. Come muito capim. Liga? Sim, come muito capim. Come bué de capim? Se come muito capim, sale. Sale, né? Depois de meter lá um medicamento lá, para sair aí os micróbios. Ah, na... sim. Mas do mais velho compra aquele que? Aquele de ontem falando, aquele que? Aquele mete vai apanhar de baixo. Ah, sim. É o a sata. A sata, sim, né? A sata. Mas você compra de segunda mão ou manda meter e vai fazer? Não, eu vou comprar mesmo um novo. Lá, porque lá vende. Ah, lá? Lá vende, é combinar. Uma quanto? É combinar. Bom, o filho ainda não veio. Ah, não veio. O que está lá combinar. Ah, tá. Não veio. Parece que não sei se aquilo vai vir de Luanda ou vai vir fora. Ah, é combinar. Mua thuyền mới, đóng thuyền mới các bạn, đóng thuyền mới chứ không phải là mua thuyền cũ đâu. Đấy, con cá đang đi mời, gọi là con cá đang đi xem những cái chỗ để bán thuyền đấy các bạn. Đấy. Nhưng hôm nay là bán bò tất cả mọi thứ là vườn. Đấy, vườn thì hiện tại cũng chưa có khách đâu. Esse do fazenda ainda não tem cliente? Ainda o filho ainda não veio. Ah, filho ainda não. Só esperar o filho, né? Sim, vou esperar. Bạn đang chờ con về. Thì hiện tại là mình cũng đã ấy rồi. Đấy, bò là mình là quyết định là mua 5 con bò các bạn. Ăn 5 con bò. Để sau này là để nhấn rộng lên rồi nó cũng tích vốn từ từ đấy bạn, sẽ mua liên tục đấy, về cứ bỏ vào chuồng đấy để cho các bác trưởng bản ngoài kia nuôi thứ nhất là để lấy phân, và thứ hai để phục vụ trong cái trang trại đấy, phục vụ cày bừa đấy bạn. Xin esse vai conseguir de charrua? Esse daqui? Dạ. Consegue. Aí. Consegue essa rua essa. Aí, bác rất nhiệt tình tặng mình một con. Ti ofereceu uma, né? Eu ofereceu uma. Mulher do filho
Ah, não reclamam? Não, não, não. Já falaram comigo. Ah, é? É, mesmo aquele que está lá no Namibe. Sim. Já telefonou para mim. Sim. Diz, oh, pai, para oferecer nessa ventania. Ah, cả con cũng bảo là sẽ tặng mình một con đấy. Giống như lúc này bác bảo ấy, mình đã hỗ trợ bác đưa đi chữa bệnh chân. Chân hôm nay cũng cơ bản đấy. Ê, chị bây giờ em mới lộn ấy? Sim, agora tá melhor. Não tá full amando mais? Não, não está mais. A chan hôm nay là không cày nè các bạn này. Lá? Essa aqui também. Essa aqui também. Ok. Já está. Sim, sim. A chan hôm nay là không cày full nha các bạn nha. Đấy, bác làm những cái gì mình chỉ ấy. Những khán giả mà có mình dưới video đấy là hướng dẫn cho mình như nào. Ở bằng những cái gì bên này có thì mình cũng là hướng dẫn cho bác. Đấy, ví dụ như ngâm này, lấy những cái lá gì để uống này như thế nào đấy là mình đều hướng dẫn lại cho bác hết. Hoặc là hướng dẫn những cái gì bên đây có thực dụng đấy các bạn. Agora está bom, corre bem, né? Agora está bom. Corre bem? Não, agora está bom. Tá bom, assim, melhor. É bom andar para que dá tiro à toa, né? Sim. Esse também deu homem? Esse deu homem. Eu comprei com ele. Minha bacana, comprei com ele. Esse tudo uma cura, tipo, dead boy ou 20 boy de mulher, pode usar só uma de homem, só, né? Não, não. Não, tem que ser em 12 homens. Dois homens? É sim. Para mudar? É sim, para mudar, porque senão outro fica a perder. Ah, tipo um não vai aguentar, né? Um não aguenta. Ah, ok. Sim, sim. Eu vou mandar que deu homem aqui. Vai mandar de homem aqui? Lá tem dois homens. Aham, sim. Uma preto, uma que? Uma fogo lá. Daí, quando a gente chama, não, bacon nhớ não, né? Ah, eu não mais velho. Lembra, boy, eu e colé? É sim. Qual lá? Lembro. Qual lá? Esta aqui? Lá uma. É, esta lá uma. A bode acreve? É, aquele daquele lado. Bode tirar qual a coisa de genha do bandeira dela? É, como? Ah, desenhar? Sim. Sim, pode se desenhar, não tem problema. Mas se vê já. Ah, yeah. É esta aqui? É, esta aqui não. Esse não. Aquele. Ah, tá vendo? Ah, isso. Isso. Foi este? Esse? Já, esse. É. Depois outro lá. É. Lá. Outro tá lá? Tá lá. Sim. Outro tá onde era aí? Dois. O con khoang khoang mình não é. Ah, tá aqui. Aqui. Dois. Não. Ah? Qual lá? Ah, o cinco está lá. Os não, dois. Não, dois já está lá. Sim. Agora, uma é isso. Esta aqui? Esse uma. Esse. E esta aqui? Essa aqui. Sim. Aí, hai con aí, Juan. Hai con aí. Đẹp thật đấy. Nhìn này, hơi. Bò nhỉ. Nhìn đẹp bồng mớ luôn này. Mượt mà luôn. Đấy. Esse também, né? Hai con aí. Esse também. Isso. Dois, três, quatro, cinco. Sim. Aí, Juan. Một, hai, ba, bốn, năm. Đấy. Hai con này. Một con này. Con này này. Sao Tony? Sim. Esse não é. É aquele lá. Qual lá? Oh, aquele aí. Aquele. Aí, essa mesma aí. Aquele. Ah, é aquele mesmo aí. Esse aqui não. É aquele mesmo lá. Do aquele preto amarelo, né? Sim. Ah, isso. Já, tá bom. Ok. Já tá bom. Vou tirar o quê? Tira não amarra mais. Aí, calma. Cột cho bò chắn như này. Ám à, tí ra xuống. Tí ra xuống đây để cột à. Tí ra đây để cột à. Đây các bạn. Úi giời. Đây con này là con bộ đực nha các bạn. Tí ra cột đây chưa. Đây bảo bác là cởi giấy ra chứ bác. Mình đưa đi liền đấy các bạn. Bác cứ nghĩ là mình là đứa đi luôn ấy, nhưng mà hiện tại phải đứa chuỗi chuông tài chứ, giờ mà đứa tham bên kia ít nhất là phải khuống như bác á. Mình sẽ quá bảo các bạn là khuống cái vòng tròn như bác á để nuôi tạm thời đấy, để đứa đi cho nhanh, má nghịch ghê là mình sẽ đứa để nhanh luôn. Cú đã đâu các em đang thảo dạy chưa. Thảo giấy ra giúp bạn các bạn. Con bò này đẹp nhỉ. Đẹp rồi. Tao bút đi tụi đi. Đấy. Vậy. Thêm đi. Úi trời. Đấy. Khỏe mạnh nha bạn. Bò này cũng bò búa của bạc đi. Anh em mình hoàn toàn yên tâm. Không
sợ bệnh tật gì hết. Bố rất là khỏe. Thấy không? Cả đàn bò này quan tâm là nắm sọ tốt như này. Đấy, cứ nắm sọ tốt như vậy. Một tốp là có một 4-5 người cháu đi chắn cho bác. Ở đấy Hoàng Tâm đồ Hoàng Tâm 40 con. Các bác có 170 con bò đỉnh ấy. Tạm không? Xem đi. Xem đi. Xin xin. Cái gì vậy? Hút nhau vào này. Không có cái này. Đấy. Vamos, xem đi. Suta. Vâng. Cái gì? Dạ, anh ta tu xong xin bù chưa? À, xin xong xin. Lên bắt đầu. Cùng mấy xu. Anh nào yêu vô tí ra đi photo. Sì. Esta aquí. Esta này? É. Esta này? Sì. Homem aquí. Esse homem. Sì. Vamos aqui, chụp lại các bạn, chụp lại lưu đây. Esta aquí, essa aqui, né? Essa aqui. Já, outro tá. Esta aqui, esta aqui. Outro de amarelo. Aí, sim. Quatro. Outro tá onde? Gente. Vamos ver o preto, tá lá. Esse não é homem. É? Esse homem aí. Tá onde? Não tá aí, né? Esse daqui. Esse aqui, né? Sim. Aí tá, tá cá lá, cinco, né? Đủ 5 con đây bạn, đủ 5 con đây. Tá onde? Esse daqui, esse. Esse daqui. Esse aqui, né? Esse daqui. Esse. Ok. Já tá bom? Sim. Aranja. Dinheiro eu vou transferir do tua conta ou como assim? Ou quero dinheiro a da mão? Sim, eu quero porque o filho quando vir quer encontrar dinheiro. À, já tá bom. Thế thì mình hỏi bác là muốn chuyển khoản hay là muốn tiền mặt đấy các bạn? Đấy, tiền mặt thì mình phải đi gom. Như phải đi gom là phải đi gọi là rút chỗ này chỗ kia đấy các bạn thì mới đủ tiền mặt được. Giờ anh tao agora eu vou ir ao banco. Vou tirar cartão. Tá bem. Tirar cartão depois vou tirar de dinheiro da mão. Ah, tá bem. Entra. Tá bem. Então me controla só esse. Ah, tá bem. Vou fazer curau ainda. Curau do fazenda. Ah, tá bem. Agora vou ir lá ainda. Ah, tá bem. Đấy thì ok các bạn, thì hiện tại là hôm nay lên đây là mình đã chốt giá của bác là tổng tất cả là 5 con bò và bác chỉ tính tiền cho mình 4 con, còn lại 1 con là bác cho mình. Đấy thì cũng cảm ơn bác rất là nhiều. Đấy là thời gian tặng cái con bò này tặng thì mình cũng đưa lên trên chỗ trang trại là giúp đỡ những người dân bản thôi chứ mình cũng không lấy đưa về để làm cái gì cả. Já, então mais uma vez, muito obrigado do Mavelo, já te ofereceu uma, sua conta, seu quadro, já? Sim, sim. Muito obrigado. Tá bem, obrigado. Ok, bạn, thì video của mình hôm nay cũng xin phép kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa, thì cho anh em mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Giáo Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi có thêm động lực giúp đỡ những người dân nghèo khổ bản làng miền ở Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn! Chào các bạn! Tudo que lhe ansia fala, chào các bạn! Um tipo macaco fala, chào các bạn! Đấy, thì bây giờ để cho bác là để cho cháu là đưa bò đi ăn đấy các bạn. Đấy, tất cả là 5 con là mình đã chụp lưu ảnh trong điện thoại rồi. Khoảng tầm khoảng 4-5 ngày là mình sẽ quay lại lấy. Thì mình sẽ sang bên chỗ nông trại nó sẽ làm cái chuồng như bác tạm đó. Tạm trước mắt như thế để bỏ để đưa bò về bỏ đấy chứ không gửi đấy lâu đó các bạn. Dạ, yeah. Esse muito obrigado, já. Sim, sim. Vì anh là du phá dân. Ah, tá bem. Olha que vou te voltar para que usar, já. Ah, tá bem. Sim, tá bem. Obrigado. Okay.